Rất có thể là gấu trắng, Ice Bear trong We Were Bears mắc chứng tự kỷ. Đầu tiên, Ice Bear có siêu trí tuệ, cậu biết rất nhiều ngôn ngữ, có khả năng tự chế tạo máy và các giác quan nhạy cảm vượt trội so với các anh trai của mình. Điều này tương đồng với nhiều thiên tài mắc chứng tự kỷ như Einstein hay Newton. Thứ hai, Ice Bear rất ít nói và bày tỏ cảm xúc. Điều này được thể hiện xuyên suốt bộ phim. Cậu cũng khó khăn trong giao tiếp xã hội như trong tập Cupcake Job. Cuối cùng, Ice Bear luôn ám ảnh với việc lau dọn và giữ sạch sẽ.